điện tử Gia Phát xin chào anh chị. Video này chúng ta sẽ đến vùng Định Quán, Đồng Nai để sửa cân điện tử nông sản tận nơi anh chị nha. Sử dụng một cái dòng cân điện tử tương tự như là cân bàn điện tử hay là cân điện tử cân nông sản hay là cân điện tử cân gà vịt heo mà đang có vấn đề và cần được sửa cân điện tử tận nơi, thì anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Đây là số điện thoại hotline của công ty cân tự Gia Phát, thì cân tự Gia Phát cũng sẽ đến sửa cân tận nơi cho anh chị sớm nhất có thể ạ. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy video clip này nó mang đến cho chị nhiều cái thông điệp hữu ích về sửa cân điện tử, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tự Gia Phát về sửa cân điện tử anh chị nha. Và cảm ơn anh chị nhiều đã dành thời gian xem trọn video clip này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.